Tiếp theo mình sẽ trình bày về cái lệnh Window Ordinary. Window Ordinary cho phép mình xác định cấp độ các cái vị trí theo một cái chuẩn. Để có lệnh thì mình vào một Wrapping Ordinary và Window. Khi mình gọi lệnh thì nó sẽ xuất hiện một hộp thoại đó là Ordinary Dimension Automatic. Thì cái việc đầu tiên của mình là mình phải xác định được cái vị trí mà nó sẽ lấy cái tọa độ so với cái điểm bot điểm chuẩn đó. Thì mình định là không bị lấy theo tọa độ không không hoặc bạn có thể quay trở lại hình đồ họa hay là góc về create cho phép mình lấy các cái độ theo phương ngang. Đúng. Còn về điểm thì lại sẽ xác định theo tâm cung tròn và các cái điểm cung tròn endpoint. Cái option này cho phép mình tạo ra cả cái tên. Sau đó mình bạn chọn OK và bạn phân vùng vào những cái vị trí những cái tượng mà chúng ta muốn nó lấy độ. Thì lúc này trên màn hình nó sẽ tự động nó tạo ra các cái ordinary.